Muốn giàu thì nuôi có, muốn khó thì nuôi heo, mà muốn thành đợi do thì mình nuôi đất. Nuôi đất là cái gì? Nuôi đất là lồn cò đất đó. Mấy mình không biết ở quê em có gì ổn vậy hết đâu mà thấy cò bay ra trời. Nhìn thấy ta làm cò được không? Con cò, cò bay lá, lá bay lá, bay từ là từ cửa phủ hoa bay ra, ra cánh đồng. Cò này thì có đem náo, nó mang nó số chứ cò chị. Muốn lồm cò là phải có chiêu trò. Tắm đi, ai tắm? Bạn cùng tám.